Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 25 tháng 8 năm 2024. Chiều nay 24 tháng 8, lọc miền Nam trên kênh nó về đường cái con 45 Đài Bình Phước và cái con 14 14 ở trên Đài Hậu Giang. Chúc mừng anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 25 tháng 8 trên Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Đài Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 1991 Đài Kiên Giang, mình dự đoán cái cặp 27-72 Đài Đà Lạt, mình dự đoán cái cặp 37-73. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày 25 tháng 8. Chúc anh chị em nhiều may mắn.